chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với đêm thi chung kết của cuộc thi Hoa hậu Duyên dáng làng ta. Và ngay giờ phút này đây, chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh sáng giá nhất. Sẽ được giới thiệu thí sinh mang tên Nguyễn Thị Mộng mất nết. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo, em xin kính chào ban tổ chức, em xin kính chào các fan hâm mộ của em. I love you Pạc Pạc. Đây, trời ơi. Dạ. Nay đi thi mà bà cắn thuốc lắc gì, bà lắc dữ vậy bà nội? Em cắn hồi nào? Chứ bà lắc cái đầu bà thấy ghê vậy? Không có, em sợ nó rớt. Em làm cục này chút xíu, độ dư miệng cho nó dễ. Trời ơi, chưa thi mà làm lố quá. Giờ có một cái câu nói nó rất là gần với cái tên của em. Dạ. Em nghĩ như thế nào khi người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp? Còn nào dám cả gan, dám vu oan giá họa cho em? Vụ gì? Mấy con này con anti-fan phải không? Trời đất ơi, em thề với anh là em chưa quánh người nào hết trơn á. Huống hồ gì, em đâu biết con đẹp con nào mà dám chơi con nết với con đẹp. Trời đất ơi, ca dao tục ngữ dân gian quê hương đó bà nội ơi. Có phải không? Ừ, tục ngữ đó. Thôi cho qua đi. À, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đến với phần thi tài năng của thí... Dạ, kính thưa quý vị, sau đây là phần thi tài năng của thí sinh Mộng Thị Mất Nết. Mộng Thị Mất Nết xin được phép trình diễn một tiết mục múa dân gian đương đại. Dạ. Thôi, thôi, bởi, bởi, bởi. Làm gì hả? Rồi ta đang thi Hoa hậu mà làm cái gì vậy? Hoa hậu gì mà tiếng nhảy rần rần rần, nói dân gian đương đại kỳ cục á. Trời đất ơi, cũng nhờ em nhảy vậy em quay clip đây em mới nổi tiếng đó. Nổi tiếng sao? Ai mà coi ba cái thể loại kỳ cục vậy? Thôi anh đừng có nói bậy bạ. Trên mạng bây giờ thích coi mấy thể loại này lắm. Em làm clip nhảy khùng đi như nè. Mà nói thiệt với anh đó hả? Sau khi em nổi tiếng rồi ha, cái em làm cái gì người ta cũng thích coi hết trơn á. Người ta share quá trời share, người ta like quá trời like luôn. Biết sao tao muốn coi cái mặt em không? Sao vậy anh? Coi cái mặt em dày cỡ nào. Thôi mệt quá, em dày kìa em. Mà em nổi tiếng được rồi. Nhưng mà nổi tiếng vậy không có được em ơi. Em có nhiều fan mà em có nhiều anti-fan nữa. Anti-fan, à đúng rồi, người ta đang chơi tố em là chưa đủ điều kiện để thi Hoa hậu. Qua vòng khác đi. Qua vòng khác nữa hả? Thí sinh đâu mà kỳ cục quá ha. Nếu được dương miệng Hoa hậu em sẽ làm gì? Nếu được dương miệng Hoa hậu em sẽ bí mật chui vào những cái chỗ mà... Thôi bỏ luôn đi, nghỉ thi đi. Nghỉ đi đừng thi nữa. Trời nãy giờ hỏi bao nhiêu câu cứu quá trời cứu rồi. Cuối cùng đi thi chui là sao trời? Em đi thi chui nào? Mới nói bí mật chui đó. Em nói bí mật chui vào trại trẻ mồ côi. Em làm từ thiện. Sao 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 biết từ thiện là sao không hiểu? Có một lần em đi từ thiện, em đi từ Sài Gòn, em xuống tới tận Cà Mau. Ủa mắc gì phải đi Cà Mau xa chứ vậy? Tại vì ở Cà Mau không ai biết hết. Em làm bí mật mà. Từ thiện phải bí mật đúng không? Mà anh biết không? Ở dưới đó hả, tụi trẻ nó tội nghiệp ghê lắm. Không có cơm nó ăn, không có áo nó mặc. Em nhìn tụi nó em thương ghê lắm luôn á. Em mới quyết định em cho tụi nó một bữa ăn. Đúng rồi, trong một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, gồm 3.000 suất ăn. Không không, mình dừng lại chút xíu đi. Đi xuống Cà Mau, suất ăn nằm ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Bà nghĩ sao mà từ Cà Mau mình chạy lên Sài Gòn để ăn một suất ăn? Ủa phải không anh? Sai rồi. Ủa em sai nữa hả? Ủa hèn gì ha, em không thấy đứa nào lên ăn hết anh. Bỏ đi trời, thi cử gì kỳ hả? Ủa quên nữa, khoan nữa. Nói gì cái vụ mà đi thăm hot girl, đi thăm rồi 3.000 suất ăn ở Sài Gòn. Đợt đó báo chí sùm luôn. Đúng rồi. Là bà đó hả? Em á anh. Trời ơi. Ủa mà sao kỳ vậy? Nói tôi đi bí mật mà sao đợt đó báo chí là rùm rộ hết, trang mạng đồ xe quá trời luôn. Bí mật nào? Mới nói thì đi bí mật. Anh nói bí mật. Bà nói. Trời ơi, bí mật cái gì? Cái đó là nguyên đám phóng viên người nhà tôi đó, tôi mang đi theo chụp hình đó. Bí mật cái gì bí mật? Chiêu trò hả? Chứ còn gì nữa. Trời ơi, thời buổi này phải chiêu trò. Anh dở quá. Trời ơi, tôi sợ luôn rồi đó. Bỏ luôn đi. Nè, tôi nói thiệt đi. Vậy là cuối cùng tôi nói thiệt nha. Từ nãy giờ phỏng vấn đó em chỉ được một điểm sáng nhất thôi. Em vẫn còn điểm sáng đúng không anh? Cái điểm đó là coi như là em không thi chui thôi. Nói nghe nè. Bà khờ quá. Sao vậy anh? Bởi tao nói mày khùng, mày không biết chuyện mày khùng. Gì không? Cái mục này nè, cái chuyện này nè là nếu như mà người ta hỏi Hoa hậu á, là mình phải trả lời vậy nè. Và nếu như á mà em hỏi cái vụ thi chui đó, em không có biết gì về thi chui hết trơn á, tại mấy anh ở trong đường dây dạy em nói vậy á. Nói khùng quá.
mày khùng quá, mày mắc cười. Mày mới khùng á. Nhưng mà tao nói mắc cười quá vậy, ngày hôm nay là tới lượt tao làm hoa hậu mà sao mày cứ giành cáo dài tao mới làm hoa hậu hoài vậy? Ê mày dở mặt cái mày. Ai biểu mày xù xì mày thua chi? Tao thắng tao phải làm hoa hậu chứ. Nhưng mà tới lượt tao mà, ngày hôm qua mày làm rồi giờ tới phiên tao chứ. Mày tao là... muốn làm hoa hậu. Nè, dương miệng đâu đưa tao. Cái gì? Cái dương miệng đâu? Ôi mày ơi, mày khùng quá, mày làm sao mày được có dương miệng? Mày giấu dương miệng ở đâu? Cái dương miệng tao giấu kỹ lắm. Mày đưa dương miệng đây. Cái dương miệng này chỉ thuộc về tao thôi. Mày đưa dương miệng. Cái dương miệng này mày không được đổi. Những người tài trí như tao mới được đổi cái dương miệng này thôi. Những người trí tệ như tao mới đổi được dương miệng này. Cái dương miệng này của tao. Đưa dương miệng cho tao. Cái dương miệng này tao đổi. Của tôi. Quá trời quá đất rồi ha. Trước tranh lúc tôi đi tắm là lấy đồ của tôi. Bây giờ không nói nhiều nữa, tới giờ chết. Em làm hoa hậu rồi đây. Em làm hoa hậu. Em mới làm hoa hậu. Không, tới phiên tao làm hoa hậu. Đưa đây.